Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 19 tháng 8 năm 2021, giá ure và phân bón các loại trên thị trường tiếp tục ở mức cao. Với tình hình phân đơn tăng mạnh, giá nông sản thấp, mức độ đầu tư cho nông nghiệp thấp, nông dân đang dần chuyển sang dùng phân NPK, có thể dẫn đến tồn kho ure tăng cao gấp 2 lần vào cuối năm với 461.000 tấn. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, qua thanh tra của ngành nông nghiệp và của lực lượng quản lý thị trường, thì đến nay chưa phát hiện trường hợp đầu cơ tích trữ phân bón để trục lợi. Nguyên nhân giá phân bón tăng cao là do đứt gãy trong khâu vận chuyển từ cảng, lưu container, lưu kho, lưu bãi, vận chuyển giữa các tỉnh với nhau trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, chi phí lưu thông cũng tăng do lái xe phải thực hiện xét nghiệm phòng chống COVID-19. Giá phân bón ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 600-640.000 đồng, Phú Mỹ 610-640.000 đồng, Ninh Bình 590.000-610.000 đồng, Trung Quốc 530.000-560.000 đồng, phân DAP Hồng Hà 890.000-920.000 đồng, Đình Vũ 760.000-780.000 đồng, DAP Nâu Trung Quốc 730.000-760.000 đồng, Philippines 810.000-830.000 đồng, Hàn Quốc 890.000-930.000 đồng, phân Kali Miễn Cà Mau 580.000-610.000 đồng, Phú Mỹ 580.000-600.000 đồng, Israel 440.000-480.000 đồng, Canada 420.000-460.000 đồng. NPK 16-16-8 Cà Mau 540.000-590.000 đồng, Ba Con Cò 520.000-560.000 đồng, Phú Mỹ 550.000-590.000 đồng, Việt Nhật 540.000-570.000 đồng, NPK 20-20-15 Ba Con Cò 770.000-800.000 đồng, Bình Điền 750.000-780.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 760.000-790.000 đồng, Phân Lân Super Long Thành 190.000-210.000 đồng. Giá phân bón ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: phân ure Cà Mau 650.000-670.000 đồng, Phú Mỹ 650.000-670.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 780.000-810.000 đồng, NPK 20-20-15 Bình Điền 770.000-790.000 đồng, Phân Lân Văn Điển 200.000-210.000 đồng, NPK 16-16-8 Cà Mau 600.000-630.000 đồng, Phú Mỹ 620.000-650.000 đồng, Phân Kali Miễn Cà Mau 560.000-580.000 đồng, Phú Mỹ 570.000-580.000 đồng. Quý bà con lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây, giá phân bón kênh Nhà Nông Miền Tây thông báo đến quý bà con là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và sẽ còn có sự chênh lệch nếu như quý bà con mình mua bằng tiền mặt hay là mua đầu tư, mua tự chở hay là chở tới nơi, đoạn đường vận chuyển xa gần, dễ hay khó. Lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây vấn đề này nha quý bà con nha. Thêm nữa là hiện tại thì chúng ta vẫn đang thực hiện chỉ thị 16 ở rất nhiều các tỉnh thành. Quý bà con mình hãy nhớ là thực hiện đúng 5K và tham khảo chỉ thị để mà mình đảm bảo là không vi phạm chỉ thị trong thời điểm này, cũng như là mình đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình là trước hết nha quý bà con nha. Kính chúc quý bà con sẽ có thật nhiều sức khỏe và cảm ơn quý bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Quý bà con có thể bình luận trực tiếp vào kênh để chúng ta có thể trao đổi thêm nhiều nội dung khác nữa. Xin cảm ơn và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin được kính chào.